Chào mừng các con đến với khóa học tiếng Anh lớp 6, bộ sách Friends Plus trên trang web olm.vn. Unit 6. Sports. Language focus. Trong bài ngày hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng củng cố kiến thức về một thì rất quan trọng cho tiếng Anh, đó là thì quá khứ đơn. Cụ thể, sau bài học này, các con sẽ nắm được cấu trúc câu khẳng định ở thì quá khứ đơn. Các cụm từ chỉ thời gian trong thì quá khứ đơn và cách phát âm đuôi đi trong các động từ có quy tắc. Chúng ta cùng đến với phần 1, cấu trúc câu khẳng định affirmative ở thì quá khứ đơn. Trước tiên, cô có một đoạn hội thoại ngắn giữa Tom và Daisy. Hai bạn đang trò chuyện về ngày cuối tuần vừa rồi của mình. Where were you yesterday, Daisy? I was on the beach with nah. What did you do there? We painted pictures. Trong đoạn hội thoại vừa rồi, Tom và Daisy đã sử dụng thì quá khứ đơn trong các lời nói của mình. Vậy thì theo các con, thì quá khứ đơn được sử dụng để làm gì? Rất chính xác, thì quá khứ đơn được sử dụng để diễn tả những sự việc đã xảy ra và đã kết thúc trong quá khứ, completed actions in the past. Nhìn trên trục thời gian này với các mốc quá khứ, hiện tại và tương lai thì thì quá khứ đơn sẽ được biểu diễn như sau. Một sự việc đã xảy ra và đã kết thúc trong quá khứ. Về cấu trúc của thì quá khứ đơn thì cô sẽ chia ra cấu trúc với động từ to be và cấu trúc với động từ thường. Đối với động từ to be, chúng ta có cấu trúc chủ ngữ cộng was hoặc were cộng với phần còn lại của câu. Trong đó, was và were được sử dụng với các chủ ngữ nào các con nhỉ? Rất chính xác. Đây là kiến thức chúng ta đã nắm được trong các tiết trước. Chúng ta sử dụng to be là was với các chủ ngữ i he she it các danh từ không đếm được hoặc các danh từ đếm được số ít chúng ta sử dụng to be là were với các chủ ngữ you we they các danh từ đếm được số nhiều đối với động từ thường chúng ta có cấu trúc chủ ngữ cộng với động từ ở dạng quá khứ đơn trong đó động từ ở dạng quá khứ đơn được chia thành hai loại động từ có quy tắc regular là các động từ được thêm đuôi ed như các động từ played watched needed đây đều là các động từ có quy tắc chúng ta thêm đuôi ed phía sau động từ để hình thành dạng quá khứ đơn bên cạnh các động từ có quy tắc chúng ta có các động từ bất quy tắc irregular. Ví dụ như động từ go có dạng quá khứ là went. have, dạng quá khứ là had. eat, dạng quá khứ là ate, vân vân. Đối với các động từ bất quy tắc thì chúng ta cần học thuộc dạng quá khứ của các động từ này. Cô sẽ để link bảng động từ bất quy tắc dưới phần mô tả. Bây giờ, các con hãy vận dụng kiến thức vừa học để hoàn thành bài tập sau đây nhé. Cô khen các con đã nắm chắc bài. Câu 1, câu 2 chúng ta có các động từ có quy tắc, vậy chúng ta chỉ cần thêm đuôi ed phía sau động từ. Và đáp án của chúng ta lần lượt là enjoyed, visited. Câu 3 và câu 4 là các động từ bất quy tắc. Cụ thể, quá khứ của buy là bought, quá khứ của win là won. Câu số 5 chúng ta chia động từ to be là was do chủ ngữ là he. Vậy thì làm thế nào để chúng ta nhận ra được câu đang sử dụng thì quá khứ đơn để có thể chia động từ cho đúng? Vậy chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo, các cụm từ chỉ thời gian trong thì quá khứ đơn. Cô quay trở lại với các câu trong bài tập vừa rồi. Các con hãy tìm cho cô những cụm từ diễn tả thời gian trong các câu này. Rất tốt. Câu 1 chúng ta có từ yesterday, ngày hôm qua. Câu 2 chúng ta có cụm từ last weekend, cuối tuần trước. Câu số 3, two days ago, hai ngày trước. Câu số 4, in January 2016, vào tháng 1 năm 2016. Câu số 5, when he was 23, đây cũng chính là những ví dụ tiêu biểu cho các cụm từ chỉ thời gian trong thì quá khứ đơn. Cụ thể chúng ta có yesterday, ngày hôm qua, last cộng mốc thời gian trong quá khứ như last Monday, thứ hai trước, last week, tuần trước, last month, tháng trước, vân vân. Tiếp theo chúng ta có khoảng thời gian cộng với ago. Ví dụ, two days ago, hai ngày trước Two months ago, hai tháng trước, five weeks ago, năm tuần trước, vân vân. Chúng ta cũng có thể sử dụng giới từ on hoặc in cộng với một mốc thời gian trong quá khứ như on Sunday, vào chủ nhật, on Friday morning, vào sáng thứ sáu, hay là in December, vào tháng 12, in 1992, vào năm 1992. Cuối cùng, chúng ta có mệnh đề bắt đầu bằng when chỉ một sự việc trong quá khứ. Ví dụ, when he was 23, khi anh ấy 23 tuổi. Các con cần ghi nhớ các cụm từ chỉ thời gian này bởi vì đây cũng chính là dấu hiệu để chúng ta phát hiện ra câu đang sử dụng thì quá khứ đơn, từ đó chúng ta chia động từ cho đúng. Trong các phần trước thì chúng ta đã biết là các động từ có quy tắc sẽ được thêm đuôi ed để hình thành dạng quá khứ đơn. Vậy thì khi thêm đuôi ed vào phía sau động từ, chúng ta sẽ phát âm như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm câu trả lời trong phần 3 của bài học, phát âm đuôi ed. Trước tiên thì cô giới thiệu với các con hai khái niệm mới, đó là âm vô thanh (voiceless sounds) và âm hữu thanh voice sounds. Nắm được hai loại âm này thì sẽ giúp chúng ta dễ dàng ghi nhớ được quy tắc phát âm đuôi ED. Âm vô thanh, voiceless, là các âm mà khi phát âm thì chúng ta sẽ không dùng thanh quản. Các con có thể kiểm tra bằng cách đặt tay lên cổ họng khi chúng ta phát âm. Bây giờ các con cùng đặt tay lên cổ họng và phát âm các âm sau cho cô. Chúng ta thấy là khi phát âm tám âm này thì cổ họng của chúng ta không hề rung được không nào? Vậy thì chúng ta có tám âm này là các âm vô thanh, voiceless. Âm hữu thanh, voiced, là các âm mà khi phát âm thì chúng ta sẽ rung thanh quả. Tức là khi đặt tay lên cổ họng, con sẽ cảm nhận được sự rung ở cổ họng. Âm hữu thanh bao gồm các phụ âm còn lại như d, z, v cộng với tất cả các nguyên âm như i, e, u, a, i. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến cách phát âm đuôi id. Đuôi id có thể được phát âm theo ba cách là t, và d. Đuôi id được phát âm là t nếu động từ kết thúc bằng hai âm và d. Chúng ta có started, needed. Động từ start kết thúc bằng âm t. Vậy đôi id được phát âm là it, started. Động từ need được kết thúc bằng âm d. Vậy đôi id cũng được phát âm là it. Chúng ta có needed. Đôi id được phát âm là t. Nếu từ kết thúc bằng các âm vô thanh, voiceless. Ví dụ chúng ta có stopped. Động từ stop kết thúc bằng âm p. Vậy đuôi đi được phát âm là t. Hay động từ like. Âm kết thúc của từ này là âm k. Vậy đuôi đi được phát âm là t. liked. Trường hợp cuối cùng, đuôi đi được phát âm là d nếu từ kết thúc bằng các âm hữu thanh còn lại. Ví dụ chúng ta có played. Play kết thúc bằng âm a là một âm hữu thanh, vậy đôi đi được phát âm là d. Hay turned. Chúng ta cùng luyện tập phát âm đôi ed với bài tập sau đây. Các con hãy lắng nghe và nhắc lại các từ, sau đó xếp chúng vào các nhóm. Watched Decided, competed, practiced, traveled, listened. các con làm rất tốt như vậy trong bài học ngày hôm nay các con đã nắm được cấu trúc câu khẳng định ở thì quá khứ đơn các cụm từ diễn tả thời gian ở thì quá khứ đơn và cách phát âm đuôi ED. đi các con hãy truy cập olm.vn để củng cố kiến thức với các bài luyện tập nhé! Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Chào các con và hẹn gặp lại các con trong những bài học tiếp theo của olm.vn.